Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên khích lệ tinh thần của tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, sáng nay, thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào tổ chức giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023. Dự buổi giao lưu có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Trong đợt tuyển quân năm nay, thành phố Hưng Yên có 181 tân binh nhập ngũ, trong đó có 14 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình đoàn kết quân dân, đồng thời được nghe giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, được giới thiệu đôi nét về các đơn vị nhận quân. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hưng Yên đã trao giấy khen và quà tặng 9 thanh niên tiêu biểu của các phường, xã cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Buổi giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023 ở thị xã Mỹ Hào được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Năm 2023, thị xã có 179 tân binh nhập ngũ. Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, các đại biểu cùng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi. Các tân binh được trò chuyện với các vị khách mời, được nghe kể về những chiến công lẫy lừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về truyền thống của quê hương, chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tìm hiểu các chế độ được hưởng trước, trong và sau khi xuất ngũ.